Còn Kim Mao Sư Dương bị mù trong trận chiến năm xưa, chắc là không khó đối phó đâu. Nhưng còn Ưng Dương và Phúc Dương hai người khó lòng đối phó. Sư thúc, đệ tử có một suy nghĩ. Con nói đi. Bạch Mi Ưng Dương còn có một đứa cháu ngoại. Hắn là con trai của Võ Đường Ngũ Hiệp, tên là Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ mấy tháng về trước đã qua đời từ lâu rồi. Nhưng mà cái chuyện này Bạch Mi Ưng Dương chưa biết. Lão già đã 70-80 tuổi. Nếu như ta gặp lại được cháu ngoại của mình, chắc là rất vui lòng. Lúc đó cháu ngoại của ông ta đột kích ra tay, tin chắc là sẽ thành công 9 phần. Diệu kế đó. Vậy chúng ta có thể giết Bạch Mi Ưng Dương và Thanh Dực Phước Dương rồi, có phải không hả? Bác làm kỹ nữ. Đúng. Chúng ta là danh môn chánh phái, tại sao phải làm như vậy? Còn lợi dụng sự việc qua đời của cháu ta, ta không tán thành. Không được sao, chúng tôi chỉ một lòng muốn giúp người nghèo thôi mà. Muốn thành đại sự bất cầu tiểu tiết, tôi tán thành ý kiến của đại sư. Ông muốn có người giả Trương Vô Kỵ, người nào là thích hợp nhất hả? Con trai của Tống Đại Hiệp là người thích hợp nhất. Tại hạ nhất định không cho các đệ tử làm như vậy. Cái bọn gian trác tiểu nhân đang tìm cách hại người hả? Coi chừng bị trời đánh đó. Thiền Phước Tiền là Thanh Dực Phước Dương Di Nhất Tiếu. Di Nhất Tiếu, mau thả vợ của ta ra mau. Vợ người trắng trẻo mập mạp để ta hút máu là sướng nhất. Quá đáng mà. Di Tiếu, người đã giết vợ của ta. Thiền Phước độc công của hắn, người nào để bị cắn là thần trí rối loạn, nghe theo lời của hắn. Nếu không giết vợ người, chúng ta sẽ thêm kẻ thù. Người, nè, ông đánh không có lại bả đâu. Vì Nhất Tiếu không biết lợi hại của Ý Thiền Kiếm nên mới dùng vợ người để đỡ. Ta tin chắc hắn đã bị kiếm của ta đả thương rồi. Tham kiến Ưng Dương. Ngũ hành kỳ chủ, người của đại môn phái đã tụ tập ở trên núi Quang Minh rồi chưa? Bẩm Ân Dương, tất cả đã tới đủ. Hải Giang ngũ hành đại trận, ta muốn cho bọn chúng chưa tới được sườn núi thì chết phần nữa. Dạ. Ta về rồi. Tham kiến Phước Dương. Con dời hút máu, kể như người có lòng hộ giáo, giờ này đã chịu về giúp đỡ. Bạch Mi lão quỷ, ta đi dò thám lục đại môn phái, chỉ còn thử dài chi diệt tuyệt sư thái nữa. Ý Thiên Kiếm thật là lợi hại lắm. Ngươi không sao chứ? Ồ, dĩ nhiên là không sao, không sao. Các ngươi xuống núi đề phòng đi. Nếu có thấy ai tự xưng là Trương Vô Kỵ cháu ngoại của Ưng Dương thì cứ việc giết thẳng tay đi. Dạ. Cái gì? Ngươi nói cháu ngoại ta? Đúng vậy, họ sẽ cho người giả làm cháu ngoại ngươi để rồi giết ngươi đó. Nếu mà bây giờ thánh quá lệnh bản giáo vẫn còn thì không sợ Ý Thiền Kiếm đâu. Hay, đương nhiên rồi, nếu Dương giáo chủ của chúng ta không bị mất tích thì giới càng khôn đại nại di tâm pháp đã đủ sức đánh gục tụi nó rồi. Ây da, sao đau quá vậy? Thế nào, bị thương hả? Đương nhiên là bị thương rồi, nhưng trước mặt mọi người đâu thể để mất mặt được nên cầm cự thôi. Không sao, ta dùng nội lực giúp cho người. Vô dụng thôi, ngươi nhất định phải dùng miệng để hút chất độc ra. Không thành vấn đề. Thiệt hả? Phải, suốt đời của ta nói là làm ngay, không bao giờ nói ngược. Ồ, người anh em tốt. Nè nè, vết thương ở dưới đít tụi này nè. Ây da, không hút thì thôi, sao dùng chân đá ta? Đông người quá. Không giống người Minh giáo. Tại sao lại đông người vậy? Đó là ám hiệu của Minh giáo. Họ đã vào cấm khu của Ngũ Hành Kỳ. Ngũ Hành Kỳ? Thank you.
Không phải, đừng rút lui. Chúng ta là dân môn chánh phái, bỏ trốn thì còn ra thể thống gì nữa hả? Hả? Người nào mà bỏ chạy, giết. Rồi, mà lên dưới đi. Chị Nhược, để ý tìm kiếm cho ta. Dạ, sư phụ. Chạy mau đi. Rượu theo. Mở lên. Lên. Tiền được của Tiểu Chiêu Ân Dương, còn người này chính là cháu ngoại của Ân Dương, Trương Như Kỵ công tử. Ngươi là Trương Như Kỵ sao? Đúng vậy, chính là ta. Ân Dương hạ lệnh, nếu gặp Trương Như Kỵ thì giết không tha. Sao? Chạy mau. Sao qua bệnh? Nè. Thật sự là Trương Du Kỵ mà. Yeah. Địch ngã bất phần, đáng đánh. Chủ Dương thành công. Giỏi lắm. Thiếu hiệp, ngươi là cao thủ của môn phái nào? Sư phụ, là Trương Du Kỵ đó. Hả?
là con trai của Trương Thúy Sơn. Võ công ta sao giỏi vậy? Mùi Dẫn Huynh đi đâu? Đây là cấm địa của Minh Giáo. Cấm địa? Kìa, chúng ta vào được sao? Từ lúc giáo chủ sắp chết, khi giáo chủ chết ở bên ngoài, những người khi ông ta vào cũng phải tự tử ở bên trong, tất cả đều chết chung đó. Còn muội? Muội là tỳ nữ, Ưng Dương không cho muội vào đâu. Đứng lại, đứng lại, đứng lại nha, đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại. Hai cái tên kia, nếu như người đi thêm 7 bước, người sẽ chết không chỗ chung thân đó. Ở đây mới chết không có chỗ chung thân đó, biết chưa? Công tử đi mau. Ê, đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại. Kỳ chủ à, tính sau đây. Đây là thánh địa của đại giáo chủ, cơ quan trùng trùng. Nếu chúng ta vô trọng chết không có chỗ chung thân đâu. Mình đi đi. Đi, 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 đi. Chuyện gì vậy? Muội sợ. Đừng có sợ, muội coi là cái đầu lâu thôi mà. Quên nghĩ những người này sau khi khiêng giáo chủ vô đây rồi họ tự tử đó. Thôi ra ngoài đi. Bên ngoài có ngũ hành kỳ canh giữ, thiên minh vạn mã. Quên không muốn dùng cửu duyên thần công để giết chết người của ngoại đâu. Quên nghĩ ngoài con đường tiến lên, chúng ta không còn cách nào khác. Muội biết ở đây có đường lên đỉnh Quang Minh. À, muội chỉ là tỳ nữ, sao lại biết nhiều vậy? Để cho muội nghe được nên mới biết hết. Ông ngoại dùng sợi dây xích này khóa muội lại, không phải là bỗng dừng vô cửa đâu. Thật ra muội lại, đừng có gạt huynh. Huynh không tin muội sao? Huynh chỉ muốn biết sự thật thôi. Công tử, muội đã thề độc, muội không thể nói. Nhưng muội bảo đảm muội không hại Ân Dương hay là công tử đâu. Thôi để muội giữ chút bí mật đi. Muội xin hứa lúc nào đó thì muội đây sẽ nói cho huynh nghe. Được, chúng ta lên đỉnh Quang Minh trước nha. Giáo chừng. Dương Đỉnh Thiên, người là ma giáo chủ thì sao chứ? Người đã giật người yêu thỏ nhỏ của ta, không ngờ đã tẩu hỏa nhập ma mà chết ở đây. Hôm nay thành công ta sẽ lợi dụng lúc đại môn phái để mà tiêu diệt ma giáo. Và ta đây còn muốn cướp đi chấn giáo thần công nã gì. Tới lúc đó ta sẽ thành vô địch thiên hạ. Ta thành hộ pháp sư của đương kim triều đình, sống thoải mái. Cho dù không có đồ long đao đi nữa, ta vẫn là Võ Lâm Chí Tôn. Thượng nhị Minh giáo chủ mất tích, hóa ra chết ở đây. Còn kẻ đó có lẽ là kẻ thù lớn nhất của Kim Mao Sư Dương, nghĩa phụ của huynh. Hắn đã quy thuận triều đình, gây nên cuộc đấu tranh giữa Minh giáo và lục đại môn phái. Chẳng trách gì hắn đã hại nghĩa phụ của huynh. Ai? Trương Du Kỵ, ngươi còn chưa chết à? Minh giáo và ngươi có thù oán gì? Nghĩa phụ ta và cha ta có hận gì với ngươi? Tại sao ngươi lại hại họ? Dương Đỉnh Thiên ý là giáo chủ Minh giáo, cướp người yêu của ta. Ta và vợ hắn âm thầm đã hẹn hò ở đây 3 năm, cuối cùng đã bị hắn thấy, chọc tức đến tẩu hỏa nhập ma, nhưng vẫn có thể giết ta. Người yêu ta muốn bao che cho ta chạy thoát đã tự tử qua đời. 20 năm qua ta ẩn dưỡng tại Thiếu Lâm Tự, chờ cơ hội này đây để tiêu diệt ma giáo. Người quyến rũ người ta, làm hại Minh giáo tứ phân ngũ liệt, còn nói mình có lòng hả? Không biết mắc cỡ. Đúng cũng được, sai cũng được, ngày hôm nay không phải để cho hai người nói ta. Trương Vô Kỵ, ngày hôm nay ta cho người đi gặp cha mẹ của người,